chào tất cả quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tổ Buồn 247. Ngày hôm nay thì thông tin YouTuber Độ Misi bị hack kênh YouTube hơn 7 triệu lượt đăng ký đang gây chấn động cộng đồng mạng. Các fan hâm mộ của streamer này đang không biết rằng tối nay sẽ xem gì trước khi đi ngủ đây, khi mà nó đã trở thành một thói quen mất rồi. Ai cũng chỉ hy vọng là 1-2 ngày thôi thì kênh sẽ trở lại bình thường để còn tiếp tục được gặp tộc trưởng mỗi tối. Về câu chuyện hack kênh này thì chính em là thằng đã từng nếm trải rồi. Không chỉ một lần mà em nếm tận 2 lần cơ, nhớ đời lắm. Một lần là nó đánh thẳng vào em, một lần là nó đi vòng nó đánh vào cái thằng biên tập viên của kênh em. Nguyên nhân chủ yếu mà hầu như ai mất kênh cũng dính, đó là được một thằng nào đó gửi cho một cái file, xong tải về giải nén nó ra, thế là toang luôn. Lúc đó nó chiếm được quyền sử dụng máy của mình rồi, nó muốn làm gì cũng được. Chứ bình thường ấy thì nó hack thế chó là được tài khoản của người khác. Kể cả là hack Facebook hay hack YouTube, tất cả đều là do anh em mình tiết lộ thông tin ra cho nó mà thôi. Thế nhưng câu hỏi đặt ra đó là làm thế nào mà nó khiến cho người ta lại chủ quan đao cái file đó về xong giải nén ra như vậy? Câu trả lời tất cả vẫn là vì tiền. Em hỏi ông nào thì cũng thấy giống nhau cả. Đó là nhận được một cái mail liên hệ hợp tác để quảng cáo. Mail nó viết chuyên nghiệp lắm. Sản phẩm quảng cáo không có gì là cá độ, không có gì là trái với thuần phong mỹ tục cả. Thế xong ở trong cái mail đó nó có đính kèm một cái file nén đuôi chấm ra. Nó bảo là trong file đó có đầy đủ các hình ảnh, các video về sản phẩm, rồi thì các giấy tờ được cơ quan chức năng cho phép, các người nổi tiếng khác cũng đã quảng cáo cho bên em rồi anh ạ. Anh xem đi để xem bên em uy tín như thế nào. Thế thì ông nào mà chả ấn lấy ấn để tải về giải nén. Và thôi, thế là toang luôn. Bản chất là nó sẽ tìm cách để mình phải đao cái file đó về. Còn đao về vì lý do gì thì nó có hàng nghìn lý do mà chính em cũng chẳng thể nào biết hết được. Em gặp rồi thì em chỉ biết có đúng một cái trường hợp đó thôi, chứ còn nó thiên biến vạn hóa lắm. Các hacker chuyên nghiệp bây giờ nó còn toàn đánh gián tiếp thôi, chứ nó lại không đấm thẳng vào mặt bạn đâu. Thế nên á, bạn cứ lên Facebook bạn khoe đến đâu là chắc chắn bạn chết đến đấy. Ví dụ bạn là một người rất cẩn thận ở trên mạng xã hội, bạn cài đặt tất cả tài khoản đều 3-4 lớp hết rồi, chẳng có mấy thông tin gì của bạn ở trên đó cả. Thế thì đánh trực diện vào bạn là cực kỳ khó. Khi đó nó sẽ đánh vào các vệ tinh xung quanh của bạn, nào là bố mẹ già, rồi thì vợ, rồi thì bạn bè thân thiết hay chơi cùng. Nó sẽ dò xem ai là người mất cảnh giác nhất ở trong số những người ở gần bạn, rồi khoét vào đó là xong. Ví dụ đánh được vào ông bà già của bạn là dễ nhất. Tặng ông bà già một phần quà trị giá 1 triệu với lý do là hôm qua hai bác đến mua sắm tại siêu thị có trúng cái nọ cái kia. Bác không cần phải làm gì cả, chúng cháu chả lừa đảo gì đâu. Bác chỉ cần khai báo thông tin người thân trong gia đình vào đây. Thế là nó có hết tên tuổi, ngày tháng năm sinh, rồi thậm chí nhá, nó còn có cả căn cước công dân của bạn luôn. Khi đó để hack được các tài khoản của bạn nó đã dễ hơn nhiều lắm rồi. Sau khi cho ăn một lần, bố mẹ của bạn tin rồi thì nó bắt làm cái thứ hai, đó là gửi file này sang cho các thành viên ở trong gia đình để xác nhận một cái gì đó chẳng hạn. Người lạ gửi cho bạn thì bạn còn đề phòng, chứ bố mẹ người thân gửi thì mình đề phòng làm cái gì nữa. Thế là thôi, đào về cái là xong luôn. Mà đó chỉ là những thủ đoạn của một thằng ngoại đạo như em biết thôi đấy nhá. Còn trong nghề thì các anh em hacker chắc chắn còn rất nhiều cái cao thủ hơn rất nhiều. Thế nhưng cái gốc rễ của việc hack kênh YouTube như này thì nó đều khiến cho bạn phải đao một cái gì đó về máy. Và để đao được cái đó thì chỉ có hai cách. Một là đánh trực tiếp vào bạn, gửi trực tiếp cho bạn. Và hai là đánh vào các vệ tinh xung quanh bạn. Tất nhiên khi nó đã đưa bạn vào tầm ngắm rồi thì nó sẽ lên kế hoạch một cách vô cùng kiên trì. Nó sẵn sàng dành 1 đến 2 năm để tìm hiểu thói quen, tìm hiểu sở thích, tìm hiểu các kẽ hở của bạn để gài bạn đao một cái gì đó về máy. Chính vì thế nên thời buổi này là thời buổi mà chẳng ai dám đi thách thức các hacker nữa cả. Vì đã liên quan đến điện tử ấy thì làm gì còn cái gì bảo mật được nữa đâu. Đố ông nào có thể tự tin nói rằng tao đây mẹ bảo mật được đấy, tao chấp hacker đấy, ôi rồi đấy, theo đấy, theo đấy, ui giải ơi. Dịch vụ bảo kê Facebook chẳng qua cũng là có cái cổng hỗ trợ ở bên Facebook. Khi nào mà nick của ông có vấn đề thì người ta sẽ gửi mail một cái là người ở bên Facebook họ sẽ giải quyết cho luôn. Xác minh vài bước là lấy lại được nick luôn, chứ cũng có gì cao siêu đâu. Nói chung cứ phải chơi thân với mấy ông lớn thì mới có thể to mồm gáy được. Các nền tảng như kiểu Facebook, YouTube hay TikTok thì họ cũng cần giữ lại các nhà sáng tạo nội dung có tên tuổi để họ duy trì được lượng người dùng hàng ngày mà. Thế nên là những trường hợp như kiểu streamer Độ Misi này thì bên YouTube họ còn chăm hơn chăm bố luôn đấy chứ. Ho một cái là xong luôn. Chỉ sợ mất kênh do vi phạm bản quyền thôi, chứ còn mất kênh do hack hiếp như này thì đơn giản, nói chung 1-2 ngày nữa chắc chắn là sẽ về. Rất nhiều người tò mò về câu chuyện một ngày streamer Độ Misi bị mất kênh như này thì mất bao nhiêu tiền kiếm được từ YouTube. Về bản chất thì anh em cứ nhìn view là tính được ra tiền thôi.
1 triệu view ở Việt Nam thì kiếm đâu đó là khoảng 7 triệu, trừ đi các khoản chi phí để sản xuất clip nữa thì còn lại là số tiền mà streamer Độ Mì Xì kiếm về được, dễ tính không ấy mà. Về bản chất thì cái tiền kiếm được từ YouTube nó không nhiều như người ta vẫn hay quảng cáo đâu. Tiền YouTube mà kiếm được nhiều như thế thì người ta bỏ hết đi làm YouTube rồi. Ôi giời, cần gì phải đi làm ruộng, đi cày, đi cấy, đi làm công nhân nhà máy nữa cho nó mệt. Hầu hết các YouTuber họ đều sống bằng tiền quảng cáo là chính, chứ ăn được một đồng từ YouTube á, ui giải này nó chua lắm. YouTube nó định vị thị trường Việt Nam là thị trường lừa đảo, là thị trường trộm giật. Rất nhiều vụ mình chạy view ảo để kiếm tiền của nó rồi. Thế nên bọn YouTube nó sợ lắm. Cho bọn Việt Nam này kiếm tiền ấy, thế nhưng mà cho chúng nó kiếm ít thôi. Chứ kiếm được nhiều ấy, là kiểu gì chúng nó cũng sẽ nghĩ ra những trò rất bẩn để kiếm tiền từ mình đấy. YouTube nó nghĩ vậy. Xét riêng ở kiếm tiền từ YouTube, em xét riêng cái mảng này thôi, xét riêng cái mảng kiếm tiền từ YouTube thôi, thì bản chất những người làm YouTube nổi tiếng ở Việt Nam, kiểu như streamer Độ Mì Xì chẳng hạn, là những người cực kỳ bèo ở trong cái làng này luôn. Kiếm tiền từ người xem Việt Nam ấy thì không bao giờ ăn thua cả. Người ta đổ xô đi, người ta kiếm tiền từ view nước ngoài lâu lắm rồi. To nhất ở Việt Nam là công ty Econnect đấy. Ui giải, nút vàng bên đấy nhá, nó nhiều vô kể luôn. Còn nút bạc ấy thì thôi, họ còn chẳng buồn lấy về nữa cơ. Lấy về làm gì, treo cho nó bẩn nhà ra. Đấy là cả một công ty người ta làm. Thì có thể anh em sẽ bảo là ui giải thế thì không thực tế lắm, người ta là tập đoàn nọ tập đoàn kia, người ta chuyên nghiệp rồi. Nếu mà vậy nhá thì em tìm mấy cái kênh như kiểu là kênh Monkey BB, người Việt mình làm luôn, cá nhân làm luôn, view toàn nước ngoài luôn, nhiều quá trời nhiều luôn. Có mỗi một con khỉ thôi nhá mà nó nuôi cả họ luôn được ấy chứ. Đấy, anh em xem kênh Monkey BB đây này, hay là kênh của bà chị chuyên chế tạo cơ khí đây, cũng toàn view nước ngoài luôn. Hoặc là kênh của chị Lý Thị Ca, như kiểu là Lý Tử Thất phiên bản Việt ấy. Úi giời ơi, xem cực kỳ cuốn luôn. Hoặc kênh về chế tạo xe này cũng vậy. Anh em nào mà đam mê xe cộ thì thôi, phải bái phục ông chủ kênh này sát đất. Nhiều lắm. Về bản chất thì các YouTuber đang nổi mà anh em biết ấy, toàn là mấy ông cực kỳ gà trong cái làng YouTube. Cái đội đấy chỉ được cái danh thôi, ra đường của anh em chào hỏi ngưỡng mộ mẹ phỏng mũi thôi, chứ còn không có lợi, túi không có tiền đâu. Những người làm view ngoại này cơ, ra đường chả ai biết lấy là ai cả. Thế nhưng mà ông nào ông đấy ngồi kênh hết cả đít lên, ngoài giải hỏi 10 ông thì 11 ông bị thoát vị đĩa đệm này. Thế mới tài cái chứ. Có lang thang ở trên YouTube thì mới có thể thấy được Việt Nam mình nhiều người giỏi lắm. Có cái là họ toàn im hơi lặng tiếng thôi. Mấy ông làm YouTube ở Tây Nguyên nhá, các ông ấy toàn xây biệt phủ ở đấy thôi. Ui ôi, kinh khủng khiếp lắm. Những người càng giỏi thì họ lại càng khiêm tốn, họ càng ẩn mình, chứ họ không hề như kiểu mấy ông Tuấn Tiền Tỷ ngày đeo rồi cũng lên mạng nói phét như rồng ấy. Thế nhưng mà túi có đồng nào đâu. Mà đấy mới chỉ là những người ở trong cái làng YouTube mà em biết thôi đấy nha. Còn rất nhiều các thiên tài ẩn giật khác nữa cơ. Thế xong bây giờ còn rất nhiều người nữa, họ kiếm tiền từ Facebook, từ TikTok bằng những view nước ngoài nữa cơ. Ui dồi ôi, đấy mới là những người sáng tạo nội dung đỉnh cao. Kiếm được tiền của bọn Tây xong rồi mang về Việt Nam tiêu thì anh em có thể hiểu được người ta cú như thế nào. Chứ còn bây giờ những nhà sáng tạo nội dung mà anh em hay gặp ở trên TV, mới hay gặp ở mấy sự kiện ấy, ôi giời, mấy ông đấy cũng bình thường thôi. Bao giờ phải ra biển lớn, phải đấu đá với bọn YouTuber nước ngoài, đập cho chúng nó như con chó, xong mang đô la từ bên đấy về Việt Nam, thì đấy mới là những người giỏi. Những người đấy mới đúng là cá mập thực sự luôn. Có cái là họ ít xuất hiện thôi, vì cá mập là nó lặn ở dưới đáy biển mà. Còn cái loại cá mà hay nổi trên mặt nước ấy thì kéo mẹ toàn thờn bơn thôi ông ơi. Được cái là cá thờn bơn thích nhất ở chỗ là ra đường ai cũng biết, ui rồi ai cũng khen sướng phỏng hết cả mũi cơ. Thế xong rồi thỉnh thoảng lại có người nhận mình là fan ấy. Anh xem kênh của chú hơi bị lâu rồi đấy. Đợt này thế có quảng cáo sản phẩm gì không? Để anh mua ủng hộ mấy cái, nghe nhiều quá mà không ủng hộ cái gì cảm giác hơi ngại. Đùa chứ fan thiết gì mà hỏi khéo thế. Ơi, đợt này á, em đang quảng cáo cái ổ điện của Vigia đây. Ổ điện dạng vuông, thông minh, tiết kiệm không gian với 4 chân cắm chuẩn quốc tế, kết hợp với tính năng sạc điện thoại ở trên đó luôn. Có sạc nhanh cho iPhone luôn, sạc 3 cái điện thoại cùng một lúc cũng ok luôn. Đặc biệt là Vigia còn đang có chương trình tặng cáp sạc iPhone đạt chuẩn MFI và cáp sạc nhanh Android trị giá 100k cho người xem trên kênh của Tuấn Tiền Tỷ. Thông tin chi tiết em để ở phía dưới phần bình luận nha sếp ơi.